Ok, Vương chào mọi người, chào mấy anh chị. Bữa nay là Vương có mặt ở tại văn phòng của luật sư Robert Ray. Ông này là luật sư của Vương và đại diện cho Vương hơn 10 năm qua rồi. Thì ông rất là rành, rất là giỏi. Hôm nay là Vương có mặt ở đây là để họp mặt với mấy anh chị về cái chương trình mà của Vương có những chương trình để bảo lãnh cho các anh chị từ Việt Nam qua Mỹ, hay các anh chị, đặc biệt là các anh chị mà du học sinh mà các bạn hay các anh chị nào mà du học sinh hay là những người đang ở Mỹ cái diện hợp pháp rồi mà muốn tham gia vô cái chương trình mà EB5 thì là sẽ được chuyển cái diện qua Mỹ trong vòng 6 đến 8 tháng thôi là được gần như là có thẻ xanh luôn rồi đó. Cái giấy nó gọi là giấy đi làm với lại cái giấy travel document. Để xong rồi thôi, sẵn dẫn mọi người đi tham quan cái văn phòng của luật sư Robert Ray. Let's tour us around your office. Okay. Yes, okay, sure. Đây là luật sư thứ thiệt. Luật sư này là không phải là luật sư bình thường đâu, mà luật sư này là có bằng, gọi là bằng doctor đó. Ở chỗ này là văn phòng của ổng nè. Cái phòng của ổng đâu rồi? Cái phòng làm việc của ổng rồi. Ở ngoài ra thì cái tổ hợp này là thường là họ làm việc theo sit down, sit, just sit. Beer, your room. Đây là cái phòng làm việc của luật sư ở Mỹ các bạn. Đó là thường ở Mỹ làm việc là tổ hợp luật sư nha. Chứ không phải là một luật sư đâu. Có nghĩa là họ làm việc trong một cái văn phòng có hàng trăm luật sư như vậy á. Rồi họ còn phối hợp với các văn phòng khác nữa. Để làm một cái tổ hợp luật sư để mà khi mà có tư vấn cái gì á là đều làm được hết. Ông này là ông rất là đặc biệt. Một cái là đây là những cái bằng của ông nè. Robert Ray nè. Đây là cái bằng. Dr. Ray, can you explain a little bit about So that one is my law license. This one, okay, your law license. That's from the state of Texas. That says I'm a lawyer in Texas. Yeah, okay. And that is my diploma from South Texas College of Law. Oh. About 36 years ago, 37 years ago. And this is from the University of Nebraska, Lincoln. It is my PhD in psychology, which I got in 2001, I believe. Yeah. Oh, doctor. This one, you're doctor. Yeah, that's right. That's why that's I have right. to call you doctor. Right, well, yeah. That one's kind of a doctor because it says doctor of jurisprudence. Uh-huh. But that one is the PhD in psychology. Mấy bạn biết không, là luật sư đó nha, là họ phải học về tâm lý nữa. Tại luật sư là làm việc rất là nhiều về tâm lý. Ra tâm lý khách hàng, rồi tâm lý tò, rồi tâm lý này tâm lý nọ, cho nên là ông có cái bằng luật sư là 36 năm trước rồi đó, mà ông lại đi học thêm là để lên tới doctor luôn. Là cái bằng doctor là cái bằng gần như là doctor degree is almost the highest, the highest one, right? Yeah, it's the highest. Is there any way that more than a doctor? Not really. No, it's called a terminal degree, so it's high as you can go. Có nghĩa là cái bằng doctor là cái bằng bác sĩ ở đây, cái bằng là tiến sĩ không? Trời, đúng rồi, doctor của cái kia là về ngành bác sĩ thì doctor là doctor thôi, còn cái này là ngành tiến sĩ luôn, rồi tiến sĩ luật á. Rồi là tiến sĩ luôn, rồi là cái bằng cao nhất của luật có thể học tới luôn rồi. Thì bởi vậy hàng gì Vương thôi ông này, bởi vậy case nào Vương cũng suôn sẻ hết rồi, phải ơi. Ông Ray này là ngoài ổng là litigation lawyer. Là có nghĩa là có nhiều luật sư chỉ ngồi làm bàn giấy thôi. Làm giấy tờ, rất là nhiều loại luật sư nha. Đa số luật sư là người làm về giấy tờ, prepare document, most of the lawyer, they yes. do document, prepare document, yes. but litigation lawyer. I can try a case. I know how to go to court. It's yeah. a rare breed, right? Well, it's harder and harder for lawyers to get courtroom experience, but I have a lot of courtroom experience. Yes. Là có nghĩa là luật sư mà để ra tòa, luật sư nó gọi là luật sư chiến đấu là ít lắm. Hồi xưa lúc mà Vương muốn có lần mà Vương cũng tham gia, Vương cũng làm đây làm kia đó, cái gặp nhiều luật sư không được giỏi lắm mà là mình bị thua. Have you ever teach law? I lecture from time to time. I'm really too busy to do anything else, but I do give guest lectures at the law school or different places, and lawyers are required to get so much additional education every year, and so I speak regularly at those so they can get their credit and keep their law license. Cái trình độ của ông là người ta bắt ông phải đi dạy luôn các bạn. Mỗi năm ta bắt ông phải đi dạy trong trường đại học á, bao nhiêu tiếng luôn, là tiến sĩ là thường thường là phải đi dạy, cũng như là bắt ông đi dạy luôn. Là ông này là bây giờ là ông làm 36 năm rồi, thì là ông vừa là đi dạy học, ông vừa làm luật sư, ông vừa là tư vấn các luật sư khác nữa. Có nghĩa là cái trình độ với đó chắc là cao nhất luôn rồi. Thì kể là cho mấy bạn nghe câu chuyện là mướn luật sư. Hồi trước là Vương mướn luật sư á, Vương trả tiền cho người ta không giao hàng cho Vương. 40.000 đô luôn.
Và đã vậy á, nhưng mà mình muốn luật sư dở á, mà mỗi bạn tin mình thua cái case luôn á. I never tell you that, but a guy in Arizona threw me up. I hire a lawyer that's not as good as you. Oh. I pay $40,000 to get something. I never got my product. And he sued me back. And we lose the money. We lost the case. I don't know what the heck happened. Yeah, there's unfortunately, once in a while, there's a bad apple out there. Vương muốn luật sư dở. Vương bị trả tiền cho người khác. Vương bị nó lừa. Mà Vương xu nó, mà nó còn kiện ngược lại Vương. Mà luật sư dở làm cho Vương thua luôn. Mấy bạn tin một cái chuyện mà trong đời Vương là Vương nói rồi. Sau cái lần đó xảy ra nha, là Vương nói là đó là lần duy nhất. Sẽ không bao giờ có lần thứ hai rồi nữa. Cho nên Vương thẳng đời, Vương nói là cuộc đời của Vương từ nay trở về sau, khi mà Vương mướn luật sư là Vương sẽ mướn luật sư giỏi nhất mà Vương có thể mướn thôi. Đó, cho nên là Vương không có dùng luật sư dở nữa. Cho nên là từ đó trở đi Vương kiếm được ông này là tại vì Vương lên mạng Vương coi. Ông này cũng không quảng cáo đâu nha. Vương lên mạng Vương coi những cái luật sư nào mà thắng nhiều case nhất, win được nhiều case nhất, và case nào cũng win hết đó. Vương mới thuê. Thì Vương mới thuê ông này. Luật sư này là trở thành luật sư chính của Vương. Nghĩa tất cả những cái vấn đề về doanh nghiệp của Vương, về các câu hỏi rồi nọ là Vương qua ông này hết. Thí dụ như mà Vương có ông này, ông không biết hết đâu. Ông sẽ, thí dụ như Vương muốn làm chương trình, Vương muốn đăng ký copyright đi, là ông sẽ refer Vương qua một cái luật sư Al, right? Al is the one who do our copyright. Al Harrison. Yeah. Ông refer cho bạn của ông. Là có nghĩa người giỏi mà, họ chỉ giỏi trong cái lĩnh vực của họ thôi, họ không giỏi hết đâu. Thì ông sẽ cho những người giỏi khác vô để giúp Vương. Thành ra đó là cái điều mà Vương rất là thích từ luật sư Dr. Robert Ray này, là ông không biết cái gì. Vương hỏi ông cái đăng ký bản quyền đi, ông sẽ kiếm luật sư giỏi nhất về đăng ký bản quyền, ông đưa cho Vương nói làm việc cái đó đi, người đó tao biết tốt đó. Hay là Vương cần làm về EB5 hay là cần làm về bất kỳ cái gì đi, thì nó đó là nhóm đó tốt đó, đi làm đi. Cho nên là Vương đi theo ông luôn. Nó là như vậy, chứ không phải là Vương chỉ có một luật sư rồi đâu, mà cái đội ngũ luật sư của Vương chắc giờ chắc cũng phải hao mà tính hết luôn những luật sư Vương làm việc, chắc phải mấy chục, cả chục ông luôn á. Đến lỡ luật sư này giờ đại diện cho Vương đến nỗi mà có lần con khỉ của Vương á cắn cái ông chăn thú của Vương. Trời, ở Mỹ nó nghiêm trọng lắm nha. Là xong là cắn cũng nặng, nó mới cắn đứt cái tai luôn, cắn ghê lắm. Xong rồi cái nhờ ông luật sư này mà con khỉ nó không phải chết. Ông ra đứng ra bảo vệ con khỉ. Cho nên là khi mà Vương làm giấy tờ gì cho anh chị mà làm về EB5 hay là Vương làm về các thủ tục á, là Vương nhờ các luật sư giỏi như là luật sư Robert Gray để giúp setup công ty. Rồi các người bạn của ổng là đều là top, họ biết hết tất cả trong cái ngành và họ là những người giỏi nhất. Cái đó là cái kinh nghiệm chọn luật sư của Vương. Ở đây nè, đây là bằng luật sư của ổng nè. Cái này, take it up the world. Cái này là cái bằng quý nhất của ổng, mấy bạn biết không? Tại sao ổng giỏi? Là cái này không phải tại bình thường đâu. Tại vì ba của ổng là Supreme Court Judge. What is your father name? Just initial C and L. So C.L. Ray. C.L. Ray, that's it? Yeah, it's on the back. You can look. Really? Yeah. Okay. You see his name. Ba của ổng là thẩm phán của tòa án tối cao Texas. Là cao nhất á. Đó, đây là cái bằng của ổng nè. Là đúng là cái gì ta? Kêu là cái gì ta? Hổ phụ sinh hổ tử. Đây là cái bằng. That's it. Trời ơi. Justice Supreme Court này, bà của ổng nè. Robert Edwin Ray. CJ. CL. CL Ray. Là ba của ổng. Đây là bạn thấy không? Justice Supreme Court. Robert. Thì đó, cái... What is the story of this? So every lawyer, every degree, every lawyer has to have that on the back of their law license. They have to have something like that. Ah. Just mine has my dad's name on it. Ông nói, it's important to me. Tất cả đây, ông nói đây là cái đồ quý nhất của ông. Tại tất cả các luật sư khi mà tốt nghiệp ra trường á là phải có người ký ở phía sau cho ông. Nhưng mà cái người ký của ông là ba của ông luôn. Trời, là có nghĩa là không phải ai cũng có đó nha. Đâu phải ai cũng có ba là Supreme Court Judge. Thẩm phán tòa án tối cao đâu. Your father passed away, right? Yes, yes. In 2018, yes. Oh, yeah. But he lived long life. Oh. Long happy. I knew you already, but just, you never told me. Yeah, we just, you know, kind of keep quiet. Ah. Yeah. Yeah. Đó là... Mấy bạn biết không? Trên đời này có hai người các bạn không nên tiết kiệm, không nên trả giá với hai người đó. Đó là bác sĩ của bạn với là luật sư của bạn. Hai cái người mà như là quan trọng nhất trong đời của Vương chắc là bác sĩ với lại luật sư á. Và giờ là Vương còn khỏe, còn trẻ nên chưa thấy bác sĩ quan trọng. Bây giờ Vương thấy luật sư quan trọng á. Tại Vương ra Vương làm ăn nhiều á. Cho nên là luật sư là phải chọn luật sư giỏi các bạn. Nên là Vương chọn luật sư giỏi lắm.
Nói chung là làm về mấy cái chương trình mà đầu tư định cư mà Vương đang làm nè, làm như là bạn bè của ổng đồ này nọ là cũng là rất là nhiều người làm trong cái lĩnh vực này, ổng muốn giới thiệu cho Vương, thành ra Vương biết được những cái nhóm luật sư rất là giỏi để có thể giúp cho mấy anh chị mình là giống như là mình làm giấy tờ thuận lợi. Thì trong cái việc đầu cư định tư cư này á, là nó có hai cái vấn đề quan trọng, rất là có thể là quan trọng nhất luôn á. Vấn đề thứ nhất là hồ sơ về nguồn tiền, là mình phải, cho dù mình có tiền đi nữa, mình cũng phải chứng minh được cái nguồn tiền của mình. Cái luật, người luật sư phải đủ giỏi để cho họ chứng minh được cái nguồn tiền của mình là cái nguồn tiền hợp pháp, nguồn tiền sạch, nguồn tiền để cho chính phủ Mỹ có thể chấp nhận được hồ sơ của mình. Và cái yếu tố thứ hai là cũng ngang quan trọng ngang ngửa luôn, đó là cái dự án. Thì cái dự án tại sao đến giờ này Vương mới công bố cái dự án của Vương ra là để Vương làm EB-5 này nọ. Thì tất nhiên là Vương cũng phải chờ giấy tờ cấp phép của, phải chờ cái trung tâm vùng Regional Center họ cấp phép cho Vương nữa. Họ cho Vương cho vô cái dự án của họ nữa, họ cho Vương cho vô, không phải cái dự án mà cho Vương cho vô cái trung tâm vùng của họ nữa. Họ phải có cái giấy phép của chính phủ và có giấy phép của họ. Thì đến lúc mà Vương làm hết tất cả mọi thứ thì cái tên của công ty của Vương mấy bạn sẽ search ra, bạn sẽ thấy, nó sẽ đăng ký với lại SEC, nó sẽ đầy đủ, có đầy đủ giấy tờ hết. Thì trong cái bước này là Vương muốn tìm kiếm trước các anh chị partner, các anh chị nào mà muốn đồng hành với Vương để mà mình lấy cái thẻ xanh thì anh chị phải chọn cái dự án. Thì hiện tại là Vương có cái dự án rồi, và cái dự án của Vương là đang tạo ra được rất là nhiều việc làm và mọi thứ diễn ra rất là thuận lợi. Là bây giờ thì dự án Vương đang làm là ngày nào Vương cũng xây dựng hết, là có nghĩa là cũng có việc làm và người đặt mua dự án thì cũng có đầy ở trơn rồi. Mà bây giờ đó là khách hàng từ khắp mọi nơi nha, người ta đổ về Texas, người ta sống rất là nhiều, cho nên nhà cửa Texas bán rất là chạy. Những cái dự án mà xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà cửa Texas là đang, nói chung là ngành nào cũng vậy thôi, nó có, nó lên nó xuống, nó lên nó xuống, nó lên nó xuống. Nhưng mà lúc này đây là lúc mà Vương cảm thấy nó đang rất là lên luôn, đang rất là thịnh luôn. Thì tranh thủ lúc này là Vương cũng làm những cái EB-5, tổ chức ra những chương trình để có thể bảo lãnh được cho các anh chị. Thì từ Việt Nam qua Mỹ cũng được, hay là các anh chị nào mà thuận lợi nhất bây giờ là các anh chị nào mà có con cái hay là có người thân gì ở Mỹ đó, hay là các anh chị đang là có cái diện ở Mỹ đó, như diện E-1 hay diện F-1 visa, anh chị đang ở lại Mỹ rồi, anh chị đang có mặt ở Mỹ rồi, là trong vòng Vương bắt đầu từ cái lúc làm giấy tờ, mọi thứ được chấp nhận hết, từ 6 đến 8 tháng sau là anh chị có cái giấy working permit, là cái giấy đi làm. Rồi cái giấy thứ hai là cái giấy travel document, là cái giấy đi lại thoải mái cho tất cả, cho anh chị và cho tất cả người thân trong gia đình anh chị, vợ chồng con cái đều có được hết. Thì cái điều đó là chính phủ Mỹ mới vừa mở chương trình nó ra thôi, và chương trình nó mới nhiều người không biết lắm, cho nên bây giờ là mà họ cấp rất là nhanh, rồi chờ 2-3 năm sau là có thẻ xanh. Thành ra nên là chương trình này đang rất là có lợi với những anh chị nào đang sẵn ở Mỹ rồi, chuyển diện, nó gọi là chuyển diện chain of status rất là thuận lợi. Thì anh chị nào mà mình muốn làm những cái chương trình, muốn đăng ký vô cái chương trình đó thì cứ để bấm vô website của Vương, vươngphạm.com, Vương có để cái phần liên hệ trong đó, anh chị cứ bỏ thông tin vô. Thì mỗi một anh chị Vương sẽ assign cho mỗi một bạn nhân viên của Vương. Bạn nhân viên của Vương sẽ follow theo anh chị để tư vấn cho anh chị. Nhớ anh chị nhớ với Vương một điều nha. Vương không bao giờ đứng ra thu tiền của các anh chị cho đến khi nào mà mọi thứ giấy tờ ready, mọi thứ chuẩn bị, mọi thứ xong hết, mọi thứ được rồi thì Vương mới thu tiền. Và cho dù Vương đã thu tiền rồi, mà nếu như anh chị nào mà bị trục trặc giấy tờ thì Vương cũng đều giống như là trả lại tiền cho anh chị hết, chứ Vương không giữ cái tiền đó. 100% số tiền anh chị đã đưa cho Vương luôn là Vương đưa lại hết. Thì cái đó là cái đảm bảo của Vương. Rồi anh chị cũng cẩn thận, những cái người mà dạo gần đây Vương thấy dùng tên Vương để lừa đảo đâu cũng nhiều lắm, anh chị cẩn thận. Cái kênh chính của Vương thông báo, Vương chỉ thông báo trên kênh vươngphạm.com của Vương, website chính của Vương. YouTube của Vương có cả triệu follow. Rồi Facebook của Vương, rồi kênh TikTok của Vương, những kênh chính thôi. Và một cái đó nha anh chị, Vương không bao giờ kêu anh chị nạp tiền cho Vương, gửi tiền cho Vương hay là gửi tiền mà Vương chưa nói chuyện với anh chị đâu. Khi mà đã làm việc với Vương rồi thì anh chị sẽ thấy là làm việc rồi này nọ, gặp mặt Vương rồi, nói chuyện hay là cũng thấy trên mặt rồi. Rồi cũng làm việc với đội ngũ luật sư rất là nhiều rồi mới chuyển tiền nha anh chị. Anh chị đừng có nghe những cái người kia chuyển tiền bậy bạ mất tiền. Cái đó là cái Vương dặn vậy thôi. I'm behind you. Wow. I'm behind you. Okay. Yeah. Very, very good client. Yes, known him a long time. He trusts me and I trust him. Can you say something good about me? Yes, he's very, very trustworthy. He's very smart. He is fearless,
but not reckless. So he knows, he's a very, very good businessman. And my pleasure to represent him. Okay, wow. Yeah. Ông này giờ ổng nhiều khách hàng quá, không biết có cần thêm khách đâu, nhưng mà anh chị nào mà cần người, mà anh chị ở Texas mà cần người giúp đỡ là ổng mà ổng chịu thấy cái case của anh chị là ổng là the best á, vương đó thiệt. Khó kiếm được người nào tốt hơn lắm. Và cái buổi nói chuyện ngày hôm nay á, là Vương chia sẻ, Vương với lại Dr. Ray ở đây là sẽ chia sẻ chút xíu về thông tin về mà định cư Mỹ, những cái diện định cư Mỹ mà công ty của Vương là sắp tới đây sẽ làm. Cái mục đích của cái buổi nói chuyện hôm nay với lại có thể là thêm vài buổi nói chuyện nữa, mục đích chính là để tìm các nhà đầu tư có đủ điều kiện để cùng đồng hành với Vương trong cái mà để lấy cái quốc tịch cho mọi người á. Cái chương trình EB5 hay là gọi là EB5 của chính phủ Mỹ á, thì họ mới đây thôi là họ có thay đổi những cái luật lệ mà rất là có lợi cho những cái anh chị nào hay những bạn nào mà đã ở sẵn ở Mỹ rồi, như là du học sinh hay là những cái diện lao động ở Mỹ, thì những cái diện này là sẽ được, là coi như là sẽ được đổi, nó có một cái đơn để giúp cho mình có thể là đổi được cái status là từ du học sinh mà sẽ chuyển thành được, mình sẽ có work permit, mình có thể đi làm được, và mình có travel document là mình có thể đi lại được. Mà chẳng những cho một người mà cho cả gia đình luôn, là cho ví dụ như anh chị du học sinh đó hay là cái người bạn đang đi làm đó mà có giống như là có vợ con gì đó đi theo á, là tất cả mọi người đi theo mình luôn là sẽ được cấp cái giấy gần như là thẻ xanh. Trong lúc mình chờ đợi thẻ xanh á, thì là họ sẽ cấp cho mình một cái giấy là gần như là thẻ xanh luôn, để được làm việc và được đi lại trong nước Mỹ. Mà cái thời gian đó là thường thường để lấy cái giấy tờ đó từ cái ngày mà nộp hồ sơ vô sở di trú á, cho đến khi mà có được cái giấy đó là nó khoảng từ 6 đến 8 tháng là được sở di trú chấp thuận. Thì đa số cái hồ sơ tại cái chương trình này nó mới quá, cho nên là trước đây á, là cũng có ít người được đổi qua, thành ra chưa có nhiều thông tin lắm. Thôi để Vương nói lại từ đầu cho có đầu có đuôi đi, chứ từ nãy giờ tự nhiên Vương thấy Vương nói ngang xương quá. Thì thứ nhất là cái chương trình EB5 hay EB5 á, là được chính phủ Mỹ họ tạo ra từ năm 1990. Thì mục đích của cái chương trình đó đó là dùng để giống như là thu hút nhân tài vô nước Mỹ, với lại thu hút một cái nguồn vốn đầu tư cho nước Mỹ. Giống như là người Mỹ thì Vương thấy họ cũng rất là thông minh, giống như là họ biết cách để mà làm sao để mà thu hút những người giỏi về cái quốc gia của mình để mà phát triển cái nước Mỹ lên. Thì những người mà giống như có trong tay một cái số tiền mà coi như hồi xưa thì nó khoảng 500 ngàn hay là 800 ngàn gì đó, thì người nào mà từ nước ngoài mà có cái số tiền đó thì đã rất là lớn rồi, là đối với nước Mỹ là những người đó là những người nhân tài rồi, thành ra họ muốn thu hút những cái người đó đến. Thành ra họ tạo ra cái chương trình EB5 để cho những cái người nào mà được qualify là có thể đến Mỹ để mà định cư theo cái chương trình EB5. Thì cái điều kiện á, là sẽ đầu tư vô một cái chương trình, một cái project nào đó ở Mỹ, một cái dự án nào đó ở Mỹ mà được chính phủ Mỹ coi như là cấp phép, được chính phủ Mỹ phê duyệt và tạo được khoảng 10 việc làm cho nước Mỹ, thì sẽ qualify để mà định cư, sẽ được Mỹ cấp cái thẻ xanh. Cái chương trình này nó giống như nó mở ra, nó là một cái cơ hội, chứ là nó giống như là khi mà nó mở ra một cái là rất là nhiều người vô. Thì họ chỉ có một cái số lượng visa hay là một cái số lượng thẻ xanh nhất định ở trong chương trình này thôi. Và mỗi quốc gia họ có cái quota là cái riêng. Quốc gia mà đi vào Mỹ bằng chương trình EB5 nhiều nhất như là Việt Nam hay là Trung Quốc rồi Ấn Độ, là ba cái quốc gia mà phải nói là vào Mỹ nhiều nhất là vào cái chương trình diện EB5 này. Những cái dự án mà của Vương đang làm á, thì là nó được nằm trong cái vùng là gọi là vùng TA. Là thay vì á, là những cái dự án mình đầu tư số tiền bây giờ là 800.000 hoặc là 1.050.000, thì những cái dự án của Vương làm á, là nó nằm trong cái vùng là TA. Thành ra nên là những cái vùng này á, nó được là coi như là mình không phải, mình đầu tư số tiền là chỉ là 800.000 thôi. Rồi trong đó đó là Vương cũng có thảo luận với lại một số nhóm để mà hỗ trợ mọi người về cái mặt là thí dụ như có những anh chị là có đủ điều kiện, nhưng mà do là có đất đai hay có nhà cửa hay là có một cái nguồn vốn mà mình chưa kịp lấy ra, thì về bản chất là Vương có thể là hỗ trợ anh chị để mà mình có thể giống như là mình có cái nguồn vốn đó. Thì tại vì bây giờ là về Vương và phía Vương là cái dự án này là nó gần đến cái giai đoạn là gần, nói chung là nó gần xong luôn rồi. Vương đã có sẵn một cái số vốn để mà Vương có thể hỗ trợ được cho mấy anh chị nào mà giống như mình có đủ điều kiện rồi nhưng mà mình chưa có kịp để mà chứng minh cái nguồn tiền của mình, hay là có gần đủ tiền rồi mà chưa đủ, thì là Vương cũng có thể vô để Vương hỗ trợ.
Thì cái vấn đề hỗ trợ đó là Vương sẽ có những cái nhóm luật sư riêng để cho họ tư vấn kỹ về anh chị, cho anh chị. Như mấy anh chị biết là khi mà Vương mà làm việc cái gì á, là Vương cũng đều có những cái luật sư tư vấn, những cái nhóm luật sư để tư vấn. Thì ông Dr. Ray ở đây là coi như là chắc nói từ nãy nói gì chắc ông không hiểu đâu, nhưng mà là luật sư này là luật sư coi như là thân cận lâu năm của bên Vương rồi. Ông này là ông làm trong một cái văn phòng, một cái tổ hợp luật sư rất là đông luật sư, mà mỗi người là họ chuyên về một ngành. Chẳng hạn như khi mà làm cái chương trình EB5 này là không phải là một luật sư Dr. Ray ngồi đây là làm hết cho mọi người đủ đâu, mà Dr. Ray là luật sư coi như là của doanh nghiệp của Vương. Thì ông này ông sẽ đứng ra để mà coi như là tìm những cái tổ hợp luật sư mà uy tín nhất nước Mỹ, những cái tổ hợp luật sư mà họ đã có rất là nhiều kinh nghiệm về làm EB5 rồi, và kết hợp với những anh chị luật sư từ Việt Nam nữa, là để hỗ trợ, tại vì người Việt Nam mình sẽ hiểu rõ hơn về đất nước Việt Nam, mình hiểu rõ hơn về cái làm sao để mà mình verify cái nguồn tiền. Đối với lại cái diện này, định cư này, nó có rất là nhiều cái yếu tố quan trọng để mà một cái hồ sơ EB5 được thành công. Thì trong cái quan trọng thứ nhất là hồ sơ về nguồn tiền, là chính phủ, cho dù anh chị có tiền đi nữa, 800 ngàn hay 1 triệu anh chị đầu tư vô dự án đi nữa, thì chính phủ Mỹ họ sẽ phải coi cái nguồn tiền đó của mình là từ đâu mà mình có cái số tiền đó, mà họ coi rất là kỹ. Nguồn tiền nó phải là nguồn tiền sạch, mà verify là cái nguồn tiền là nguồn tiền chính đáng, rồi họ mới cho để mà mình dùng cái nguồn tiền đó vô để mà mình đầu tư vô dự án. Không phải anh chị có tiền 800 ngàn 1 triệu anh chị bỏ vô dự án là ở nước Mỹ là hai tay hai chân ra lấy đâu, mà họ rất là khó khăn trong cái việc mà xét cái hồ sơ nguồn tiền của mình. Cái hồ sơ của mình có thành công hay không á, là phụ thuộc là rất là nhiều vào cái đó. Thành ra cái đó là cái quan trọng nhất. Vương có một nhóm luật sư, có những anh chị luật sư mà Vương đã quen biết trong thời gian qua đó, là các anh chị này là Vương cảm thấy là rất là tận tâm với khách hàng, rồi mà giúp rất là nhiều các anh chị là từng làm các hồ sơ EB5, mà cho dù những cái hồ sơ EB5 mà khó khăn á, thì những anh chị này là cũng giúp để mà cho các anh chị qua lại được. Mà những người này họ làm việc coi như là bảo mật lắm. Vương có năn nỉ lên video thì cũng không lên đâu. Mà những người này họ làm việc là đến khi nào mà anh chị đã xác định là khách hàng rồi, đồng hành rồi, thì họ sẽ mới vô để họ giúp hết mình, rồi họ tư vấn. Cái thứ hai nữa là cái dự án. Rất là nhiều người cho dù mình có luật sư giỏi đi nữa, rồi nhưng mà đến cái dự án, một cái dự án mà rất là nhiều người giống như là bị cái trường hợp là giống như là đầu tư vô một cái những cái dự án mà cuối cùng là không có tạo ra được việc làm. Hay có nhiều cái dự án là chỉ vẽ trên giấy thôi mà cuối cùng là cũng không làm luôn. Tiền của mình nạp vô nữa là rồi cuối cùng có được hoàn lại hay không. Tại vì cơ bản cái số tiền mình đầu tư vô dự án là sẽ được hoàn lại sau một cái thời gian mà mình đã tạo được việc làm rồi. Thì thường cái thời gian mà hoàn lại tiền là tính từ cái ngày mình chỉ bắt đầu nạp tiền vô cho đến khi mà ngày được hoàn tiền lại là nó khoảng 5 năm. Trung bình trong ngành này là vậy, có những công ty lâu hơn. Nhưng mà còn đối với công ty Vương thì cái dự án này nó cũng kết thúc khoảng chừng 4 năm là... Tại vì cái dự án nó cũng khoảng 5 năm. Nhưng mà Vương đã đi vô đó Vương làm khoảng được hơn năm mấy, thành ra nó cũng còn có khoảng chừng hơn 3 năm mấy tháng nữa thôi là nó hết cái dự án rồi. Là nó cũng đủ để chứng minh hết cái nguồn tiền của mình. Về cái dự án á, thì là anh chị chọn những cái dự án nào mà nó được qualify, nó tạo ra được việc làm, thì cái hồ sơ của mình nó cũng sẽ thuận lợi hơn. Rồi thì Vương á, là Vương cũng đã chuẩn bị xong hết những cái dự án của mình. Thì Vương check hết là tất cả những cái dự án mà những cái khu vực của Vương á, là nó cũng đều nằm trong những cái khu vực mà được chính phủ Mỹ coi như là ưu tiên hết. Với lại những cái việc mà mình đang làm nữa, những cái việc mà Vương đang làm là nó giống như là public work vậy đó. Tại vì public work là có nghĩa là mình tạo ra cơ sở hạ tầng cho công cộng á, là cái chỗ mà Vương làm đây á, là giống như là Vương tạo ra những cái cơ sở việc làm mà trong đó là nó có công cộng. Ở đây là Vương xây đường xá, thì khi mà xây dựng đường xá, nhà ở đồ này nọ đó, thì Vương có phần của Vương là develop cơ sở hạ tầng là nó về đường xá. Thì khi mà mình làm về đường xá nó như vậy á, là nó sẽ được ưu tiên, cái diện này nó xét cho một cái diện ưu tiên, và những cái người mà đi visa đồ này nọ đó là nó cũng có những cái diện ưu tiên riêng của nó. Vương thì không phải là luật sư cho nên Vương không có muốn đi sâu vô những cái vấn đề về luật lệ, tại vì chính bản thân của nó từng case, từng người nó sẽ khác biệt nhau rất là nhiều. Cho nên khi mà anh chị mà đã vào rồi đó thì Vương mới giống như là có luật sư tư vấn cho anh chị, nó sẽ rõ ràng hơn là những gì mà Vương nói. Thì cái mục đích chính của Vương ngày hôm nay á, là coi như là Vương muốn tìm ra các anh chị nào mà giống như là phù hợp với lại Vương, phù hợp với lại cái dự án của Vương, phù hợp với các anh chị, và cái hoàn cảnh của các anh chị nó phù hợp với lại những gì mà trong cái khả năng của Vương. Thì Vương tìm ra trước những người đồng hành, rồi Vương coi hồ sơ hết của mọi người. Vương sẽ có nhóm luật sư vô coi hết hồ sơ của mọi người, coi là
Vương có nhận được cái case này hay không, có giúp được được mọi người có được cái thẻ xanh hay không. Nếu như mà Vương xác định được là ồ cái này là cái trong tầm tay, cái mà Vương có thể làm được, thì Vương mới bắt đầu nhận tiền của mấy anh chị để mà bắt đầu để mình làm. Đó, thôi giờ chắc để Vương để cho ông Dr. Ray nói chút xíu đi, để từ nãy giờ thấy ông ngồi không thấy nhìn thấy kỳ quá, từ nãy mình nói tiếng Việt không à. Và Dr. Ray, I say that, can you say something? Yes. Yes. Everything okay. You said was true. Hello everybody. Yeah. Ông Dr. Ray này á, là Vương gặp ổng là cũng rất là đặc biệt. Hồi trước đây á, là Vương mua một cái building cũng khoảng không nhớ bao nhiêu tiền á, nhưng mà Vương trả tiền rồi mà cuối cùng người ta không có giao cái building đó cho Vương, cho nên là Vương nhờ ổng để mà làm giấy tờ lấy lại. Thì cuối cùng là ra tòa đồ này nọ thì Vương cũng lấy ra được tiền rồi, mà còn được tiền đền bù nữa. Cho nên là đồng hành với ổng cũng chắc cũng how long we know each other, Dr. Ray. Oh, I don't know, maybe 10 years? 10 years. I don't know, yeah, close to 10 years. Yeah. Yeah. Vương và ổng là biết nhau là chắc 10 năm rồi đó. Tính từ cái ngày mà Vương làm việc với ổng tới bây giờ là cũng gần chục năm rồi. Giờ mấy anh chị có câu hỏi gì thì mấy anh chị cứ gõ trên cái phần chat á. Rồi xong rồi mấy bạn của Vương là sẽ mở ra cái mic, tại vì có tới 100 người lần, không thể nào mà Vương mở mic ra cho từng người nói chuyện được, thì là nó thành ra là nó bị lộn xộn lắm. Tại vì cái Zoom meeting này nó limit là chỉ có 100 người vô được trong cái cuộc nói chuyện thôi. Cho nên là hồi sáng này tới Vương bấm vô cái Vương nhiều người quá, cái Vương bị kick ra luôn. Vương giống như là vô cái Vương bị đá ra, vô cái Vương bị đá ra, mà trong khi Vương là người tạo cái meeting luôn. Có anh Vương Mai Đại hỏi là hiện tại anh có con đang học tại Ohio thì sao? Ờ đúng rồi, rồi có nhiều anh chị hồi nãy là hỏi Vương là a lot of people they ask that if they already have a children in the US. Yes. Like they live in Vietnam, they have children in US just like me. So yep. I used to be international student. Sure. Can their children, you know, like do the EB-5? Yes. Yes. Okay. Yes. And yeah, they just would make an application like anybody else. Okay. And there's every reason to think that if the investment is made in a quality project, then yes, it's and of course every situation is different, but they don't have anything to lose. They might as well. It doesn't really cost anything to make the attempt, and it's, you know, very, I won't say very likely, but it's there's a good chance that they will be accepted, and all the benefits that go with that. Okay. Để Vương dịch lại ha. Thì ông nói là có thể câu hỏi này cũng rất là nhiều người, là có con cái đang đi du học ở Mỹ mà bây giờ là muốn làm cái EB-5 cho con cái, để cho con, cho những người con đó có thể được ở lại Mỹ. Cái này là câu trả lời chính xác của nó là như thế này, là cái diện đó là cái diện đang là thuận lợi nhất để làm EB-5 luôn. Là khi mà những người con cái đó là đang ở Mỹ với là dạng hồ sơ là F1 visa, là visa du học, thì khi mà làm cái EB-5 này á là sẽ làm được cái giấy để mà chuyển cái status là từ là du học thành là thường trú nhân. Thì họ sẽ cấp cho cái giấy, gọi là hồi xưa thì nó không có chương trình này đâu, nhưng mà mới đây á, là nó có cái chương trình là để cho những cái người con đó là có thể là có visa là có thể được ở lại Mỹ, trong vòng là có thể được ở lại Mỹ, là có cái có working permit là cái giấy để làm việc, và sẽ có cái giấy để mà được travel document là có cái giấy để mà được đi lại. Là những cái giấy đó là trong thời gian mà mình lấy thẻ xanh á, là họ đã cấp trước cho mình cái giấy đó rồi. Mà cái giấy đó trong vòng khoảng chừng, theo như kinh nghiệm của mấy anh chị luật sư đi trước nói với Vương á, thì khoảng chừng 6 đến 8 tháng tính từ cái ngày mà mình nộp hồ sơ, mình chuẩn bị hết giấy tờ đầy đủ hết, mình nộp hồ sơ lên, thì có người nhanh làm nhanh là được 60 ngày sau là có luôn rồi. Tùy thuộc vào thời gian trả lời của USCIS, của sở di trú mà nó khác nhau. Không cần phải phỏng vấn luôn là cũng có cái giấy đó. Cho nên là bây giờ cái diện mà đầu tư EB-5 á, là nó rất là nhanh và rất là thích hợp cho những cái trường hợp như các bạn hay các anh chị mà đang làm ở, đang có hồ sơ như là F1 visa, hay là có các hồ sơ mà định cư, có hồ sơ mà ở lại Mỹ hợp pháp, như cái diện làm việc như diện L1. Cô Aggie Phạm hỏi nè, hỏi quy trình và thời gian nếu mở hồ sơ EB-5, người đầu tư ở Việt Nam thì có được sang làm việc tại nơi mình đầu tư không? Ok, chào cô nha. Thì cái mức, chắc cái này cũng là câu hỏi của nhiều người muốn hỏi Vương á, là cái mức đầu tư vô cái dự án mà nó được nằm ở trong cái vùng T-Zone á, như cái dự án của Vương đang làm á, là nó nằm, nó được, là thứ nhất là nó có nhiều cái điều kiện
là thứ nhất là nó được nằm trong cái vùng T-John, là có nghĩa là cái vùng TA ấy, là cái số tiền đầu tư tối thiểu nó là 800.000. Thường thường là tất nhiên là ai mà có 800.000 bỏ vô luôn á thì là xong, nhanh gọn lẹ rồi. Nhưng mà còn có những anh chị mà giống như là không có đủ cái điều kiện, hay là có tiền nhưng mà không có lấy ra kịp, thì Vương giống như là Vương cũng có cái nguồn vốn riêng của Vương, để cho Vương có thể giống như là cho mấy anh chị, hỗ trợ mấy anh chị, hoặc là Vương hoặc là người, những người mà những người bạn làm ăn của Vương á, thì là cũng có cái nguồn vốn. Thì cái nguồn vốn nó có thể hỗ trợ được cho mấy anh chị. Nhưng mà hỗ trợ ở đây thì là nó có những cái thủ tục hồ sơ á, thì Vương sẽ tư vấn với mấy anh chị để mấy anh chị biết chính xác hơn là nó sẽ là rõ ràng như thế nào. Cái chính phủ Mỹ á, họ muốn là họ thu hút vô tiền đầu tư vô chính phủ mà. Cho nên là nếu như mà họ tạo điều kiện, cái điều kiện thuận lợi nhất là anh chị nào mà có sẵn 800 ngàn luôn á, bỏ vô là thuận lợi nhất. Còn nếu như anh chị nào mà mình có một nửa cái điều kiện đó thôi, một nửa còn lại á, là mình cũng có đất đai hay mình cũng có nhà cửa sẵn rồi, nhưng mà giống như là để mà bán cái nhà đó ra, hay là để mà lấy cái nhà đó ra để mượn tiền ngân hàng á, để mà đưa vô cái dự án á, thì là nó cũng khó khăn, nó cũng tốn thời gian. Thì cái đó là cái Vương có thể vô để Vương giúp được nhanh. Thì Vương cũng cần, giống như là Vương hay các đơn vị cho vay nào cũng vậy thôi, cũng sẽ cần những cái giống như là những cái đảm bảo từ phía anh chị, là ồ anh chị vay cái số tiền này thì cái anh chị đảm bảo cho Vương bằng cái tài sản, hay là cái giống như Mỹ nó họ gọi là cái collateral gì, để cho Vương có thể cho mọi người vay. Thật sự ra tiền mà làm dự án là dự án nó cũng tiến hành đang rất là tốt rồi, và tiền bỏ dự án là Vương cũng đã bỏ vô là đủ cái số tiền để mà cho khoảng 12 người để vào qua Mỹ luôn á, 12 gia đình á, 12 người là 12 hộ gia đình á, là bao gồm là vợ chồng con cái dưới 21 tuổi là đều được qua Mỹ hết. Còn cái tiền mà hỗ trợ á, cho mấy anh chị á, thì mấy anh chị cứ tùy trường hợp đi, tại vì Vương phải nói chuyện với mọi người từng người từng người từng người, các bạn nhân viên của Vương á, sẽ nói chuyện với lại từng người từng người từng người để mà coi cái hồ sơ của mọi người như thế nào và mọi người cần sự hỗ trợ ra sao, thì lúc đó là Vương mới vô để mà Vương trả lời chính xác được. Vương có thể khẳng định một điều là anh chị nào mà cần vay 100% số tiền, chẳng hạn như là Vương cũng có khả năng luôn cho anh chị vay luôn, nhưng mà đổi lại là cái điều kiện để mà đảm bảo được là cho cái số tiền đó Vương cho vay đi, là tại vì Vương cho vay từ một công ty khác của Vương, công ty công nghệ, công ty này công ty kia, Vương có làm có cái nguồn tiền của Vương, thì Vương cho anh chị vay để mà bỏ vô một cái dự án. Cũng như là Vương cho vay thì Vương cũng phải cần cái đảm bảo từ phía Vương, nhưng mà cái đó là cái trong tầm tay Vương có thể giúp được. Có nhiều anh chị hỏi là cái thời gian hoàn tiền nữa. Cái dự án của Vương là nó đã kéo dài được là khoảng hơn một năm, tính hay mà tính từ cái ngày mà bắt đầu làm giấy tờ đồ này nọ đó, xin giấy phép thì nó kéo dài cũng được, cũng khá khá rồi. Cái thời gian hoàn tiền á, nó cũng sẽ, Vương nghĩ là nó sẽ nhanh chóng cho mọi người, mà Vương cũng vậy. Khi mà mọi người mà được cái đơn mà để mọi người có cái thẻ xanh mà được chấp nhận được qua Mỹ á, rồi thường là khoảng 5 năm, thì trong khoảng 5 năm là Vương sẽ hoàn lại tiền cho mọi người. Chứ không có nhiều công ty nó họ giam tiền tới 7, 8 năm thì cũng có, Vương cũng có nghe nói. Cái số tiền đó của mọi người Vương có giữ đi nữa hay là Vương làm gì nữa, thì trong vòng khoảng 5 năm là Vương đã xin lời được từ cái số tiền đó rồi. Vương sẽ trả lại tiền cho hồi hoàn vốn cho anh chị khi mình chị đã đủ điều kiện để được sở di trú như cấp thẻ xanh. Anh Michael hỏi là tiền mình vay có tính lãi suất không? Dạ, vay có lãi chứ anh. Dạ, vay thì Vương sẽ theo lãi suất của trong cái hạn mức cho phép của ngân hàng. Vay là nó sẽ dao động khoảng từ 10%, nó khoảng từ đó, nhưng mà Vương sẽ check lại với lại cái lãi suất, với lại tùy trường hợp của các anh chị. Nếu như anh chị mà cần hỗ trợ vay tiền á, thì nếu như công ty của Vương mà cho vay thì công ty của Vương cũng muốn là được cái lãi suất là khoảng 10% một năm. À, còn hồi nãy Vương có hỏi về cái chi phí luật sư nữa là cái chi phí luật sư với cái chi phí processing giấy tờ, thì tất cả các chi phí đó là ngoài cái khoảng 800 ngàn anh chị bỏ ra thì nó còn cái khoản phí đó nữa. Cái khoản phí đó nó khoảng 85 ngàn. Thì nếu như anh chị nào mà bỏ 800 nghìn vô thì lãi suất, nếu như anh chị mà bỏ đủ cái số tiền vô á, thì Vương sẽ trả lãi cho mọi người, là dự án sẽ trả lãi cho mọi người là khoảng 2% một năm. Thì cái tiền lãi đó sau 5 năm là nó sẽ đủ tiền để mà trả lại vô trong cái số tiền mà mọi người mình trả tiền phí luật sư, phí hồ sơ giấy tờ á, là nó sẽ đủ để cover đó luôn, coi như mọi người không có bị mất tiền. Còn nếu như mà các anh chị nào mà không đủ điều kiện cần phải vay thì Vương sẽ cho vay với cái lãi suất là khoảng đâu đó khoảng 10% một năm. Rồi anh chị nào mà vay được chỗ nào rẻ hơn thì cứ vay ở chỗ đó, còn ở chỗ Vương thì chỉ có mức đó thôi. Có mấy bạn hỏi là cái EB5, Vương thấy một câu hỏi mới pop lên đó, là bạn nào hỏi Vương không thấy tên kịp, nhưng mà bạn có hỏi là cái EB5 sau này có được thi quốc tịch hay không. Tại đây Vương đã cho Dr. Ray trả lời, cái này Vương cũng biết rồi, để cho ông trả lời cho vui. Dr. Ray, you think the EB5, after we got the green card for the EB5, can later can we apply for
the U.S. citizenship? Yes. Do you know the time frame? It's years. It would take some years. You know, probably, I'm gonna say, as a guess, but I would say maybe 5 years. Mm-hmm. Yeah, maybe 5 years, maybe 6 years. Okay. But it's certainly possible. Okay. Tất nhiên là apply là quốc tịch là được rồi. Nhưng mà cái thời gian là bao lâu? Thì cái thời gian họ tính từ cái lúc mà mình được cái visa qua Mỹ á. Thí dụ như giờ các anh chị từ Việt Nam đi, apply EB-5, đầu tư EB-5 để mà được qua Mỹ, thì nó sẽ tốn các anh chị khoảng từ 2 đến 3 năm để được qua Mỹ. Cái đó là Vương đang nói trường hợp anh chị đang ở Việt Nam nha. Chứ còn anh chị nào đang ở Mỹ là quá sướng rồi. Apply 6 đến 8 tháng sau là ở lại Mỹ đi lại thoải mái luôn, là cái đó là quá, rất là nhanh nè. Nhưng mà còn các anh chị nào mà đi từ Việt Nam á, thì thời gian nó khoảng 2 đến 3 năm sau á, tính từ cái ngày anh chị nộp hồ sơ, anh chị mới được qua Mỹ, mới được cấp visa qua Mỹ. Vừa tới qua Mỹ là đã có thẻ xanh luôn rồi cho mình và cả gia đình và tất cả những người con dưới 21 tuổi. Cái tuổi là tính từ cái thời gian mình apply giấy tờ á. Là bây giờ là ví dụ như con cái anh chị mà khoảng 20 tuổi là làm vẫn kịp. 21 thì hơi căng, nhưng mà 20, dưới 20 tuổi là làm kịp. Rồi xong rồi khi anh chị ở Mỹ thì nó nói là khoảng 5 năm sau là mình sẽ được apply cái giấy để mình thi quốc tịch. Thì thường là tính tất cả các công dân, ngay cả Vương thôi, là người mình đi qua Mỹ đường nào cũng vậy. Nhưng mà mình ở Mỹ là 5 năm sau mình mới được apply cái citizenship, là để lấy quốc tịch. Còn trước khi mình có quốc tịch là mình có thẻ xanh. Có thẻ xanh thì nó gần như là quốc tịch luôn rồi. Có chị Ánh Thị Dương hỏi là mình có thể travel qua Mỹ và gặp trao đổi trực tiếp tìm hiểu về dự án không? Mình rất mong muốn tìm hiểu sau chương trình, thì sau buổi này có thể liên lạc bằng cách nào? Ok, chào chị Ánh Dương. Dạ thì những cái chỗ mà tụi em làm dự án là nó luôn luôn là nó, những cái công trình xây dựng là nó nằm đó. Anh chị nào giống như là đi lại cũng đều có thể coi được cái dự án. Mình coi người thật việc thật thì nó cũng dễ hơn. Anh chị qua Mỹ hay lúc nào cũng là tụi em cũng có người đón tiếp. Còn liên hệ á, thì tại cái số lượng người liên hệ cái chương trình này nó cũng rất là nhiều, cho nên là Vương sẽ chia cho các bạn trong công ty của Vương. Thì Vương cũng có cái đội ngũ tư vấn, thì Vương sẽ chia cho các bạn để các bạn follow theo từng anh chị, để mà giúp đỡ anh chị trong cái vấn đề giấy tờ. Với là có người follow, có các câu hỏi gì thì nhiều khi các bạn không biết, các bạn có thể hẹn cho mấy anh chị gặp luật sư của Vương để mà hỏi rõ hơn. Đợt này thì Vương chỉ có 12 suất EB-5 thôi. Tại cái dự án mà của Vương đang làm là hiện tại trong cái thời gian này là được khoảng 12 suất cho cái section 1 của cái dự án. Sau này còn khi mà phát triển ra là nó còn section 2, section 3 nữa, thì đến section 3 là hết. Nhưng mà thì nó bây giờ là hiện tại là Vương đang nằm trong cái giai đoạn của section 1. Có anh Long Đỏ hỏi là phía bên Mỹ có cần chứng minh nguồn gốc tiền không, và dự án là tại Texas? Đúng anh, dự án là tại Texas. Cái phía bên Mỹ là phải chứng minh, cho dù tiền đó đến từ đâu là chính phủ Mỹ họ cũng coi rất là rõ cái source of fund, là tiền của mình đến từ đâu. Họ sẽ coi rất là kỹ. Cho dù tiền đó anh chị có thể mượn của bạn bè, mượn của người thân, vay của Vương bán nhà gì đó hay là bán đất gì đó, thì mình phải đều chứng minh nguồn tiền đó là nguồn tiền từ cái sức lao động chính đáng của mình. Họ Mỹ họ coi cái đó rõ kỹ lắm. Anh Phú Trần hỏi là mình có tài sản tại Việt Nam thì có tham gia vay vốn theo chương trình của Vương được không? Xét vay như thế nào? Some people ask if they have a property in Vietnam and they want to come here, but you know, to cash out the property in Vietnam it may take a while. Can I help? You know, to do that. So I think so. Yes. Yeah. Yes. Như anh chị nào mà có cái tài sản ở Việt Nam đi, Vương biết được là rất là nhiều anh chị có tài sản ở Việt Nam. Để mà biến được cái tài sản đó từ đất đai hay từ nhà cửa mà thành tiền á thì nó rất là khó. Cho nên khi mà Vương làm cái chương trình này á là Vương cũng có dự tính tới đó, thành ra nên Vương mới tạo ra cái chương trình giống như là cho mấy anh chị vay vài triệu đô thì có, sẽ giúp cho anh, ví dụ như anh dùng cái nhà để đảm bảo cho Vương là anh sẽ trả lại cái số tiền đó cho Vương, thì Vương sẽ cho anh vay cái số tiền đó dễ dàng. Anh Huy Nguyễn hỏi là sau 6-8 tháng là mình có working permit, vậy trong bao lâu mình sẽ được cấp thẻ xanh? Là để giải thích rõ hơn cho cái câu hỏi của anh á, là hồi trước là không có cái chương trình này, nhưng mà bây giờ là giống như là anh chị sẽ nộp giấy tờ cùng lúc, nó gọi là concurrent filing. Thì là anh chị có thể là mình nộp hồ sơ vừa để lấy cái working permit, để travel document, với lại vừa lấy thẻ xanh là để xem time luôn là được. Là ideally là có nghĩa là trong cái trường hợp mà mọi thứ diễn ra thuận lợi á, là khoảng 6-8 tháng là mình có cái working permit, với lại mình có cái giấy đi lại. Rồi khoảng 2-3 năm sau là mình có cái thẻ xanh. Anh chị nào mà muốn rõ hơn á, thì là Vương sẽ tổ chức cho mấy anh chị một cái buổi khác để nói chuyện rõ hơn với phía luật sư của Vương, để trao đổi rõ hơn về cái phía là nó liên quan đến luật pháp, luật lệ. Có anh này hỏi là when we invest in your project
how the partnership will be formed with the capital being held as collateral or equity. À, là có nghĩa là anh chị là if they join to the project, they will join, they will be a part of the company. So they will get the equity of the company. So yeah, they would get a percentage of the LLC that we would set up, that you run, that you would operate. Có nghĩa là cái này là cái vấn đề mà khi mà anh chị đi vô sâu vô đó thì sẽ có cái luật sư của Vương tư vấn vấn cho anh chị rõ hơn. Còn về cái làm việc thì là về cái quy tắc làm việc, tất nhiên là mình sẽ có một cái công ty đứng ra và Vương sẽ là người coi như là managing partner của công ty đó, là coi như Vương là người quản lý công ty đó. Còn các anh chị là giống như là silent partner, là có nghĩa là những người mà giống như là chỉ là đầu tư để được tạo việc làm cho nước Mỹ, tạo được 10 việc làm cho nước Mỹ để mà có thẻ xanh, thì Vương sẽ là người đại diện để đứng ra làm cái việc đó. Anh chị cũng khỏi phải lo gì hết. Thì anh chị sẽ là người partner trong cái công ty đó, có cổ phần trong công ty đó, và mỗi năm sẽ nhận cái hồ sơ K1 báo cáo thuế như một cái người đầu tư bình thường. Đúng rồi, Vương có cái website ha, tên là vuongphạm.com, vuongphạm.com là cái website của Vương. Thì trong cái phần đó có cái phần contact, là phần liên hệ á, thì anh chị nào mà giống như là để muốn follow cái này thì anh chị cứ bấm vào cái website của Vương rồi để lại thông tin, bên Vương sẽ trả lời cho, sẽ có các bạn để follow theo mấy anh chị để mà mình trả lời các câu hỏi, như là giúp đỡ cho các anh chị. Có nghĩa là Vương làm gì cũng theo nguyên tắc, có nghĩa là Vương có cái nguyên tắc của Vương, là ngoài cái EB-Fi này ra đó, là cái đầu tư này ra, thì Vương có những cái công ty cũng làm cái khác của Vương, mà Vương cũng có cái uy tín của Vương, mà Vương muốn bảo vệ cái uy tín của Vương, và Vương sống Vương cũng muốn giữ cái uy tín của mình. Thì về cái bản năng á, về cái đầu tư á, là đầu tư vô một cái dự án EB-Fi á, là một cái dự án mà at risk investment. Nước Mỹ tạo ra chương trình này nè cho những anh chị đầu tư vô nước Mỹ, là nó có at risk, là nghĩa là ví dụ như một cái công ty nào mà họ làm mà không đúng, hay là họ làm dự án bị thất bại, thì anh chị sẽ bị mất tiền và không có thẻ xanh luôn. Cái đó là cái vấn đề là rất là rõ ràng của cái dự án này, nó của cái luật EB-5 đưa ra. Thì riêng về phần Vương á, là Vương muốn giữ cái uy tín của mình, cho nên là những cái dự án mà Vương làm á, là tại sao đến giờ này Vương mới ra để mà Vương kêu gọi EB-5, mà tại sao Vương không kêu gọi EB-5 từ cái thời đầu ấy, từ cái thời mà mới mua miếng đất, hay là có nhiều người mới vẽ thôi đã làm rồi. Vương muốn chờ tới lúc này, là cái dự án lúc đó nó đã tiến hành rồi, là đường xá, cầu cống xong, đường xá xong, tất cả mọi thứ nó gần xong, bây giờ chỉ còn nó chảy đường nữa là nó xong luôn rồi đó. Thì tại sao Vương lại chờ đến cái phút này Vương mới làm, là để cho Vương muốn cho mấy anh chị thấy là anh chị có thể tin tưởng vào cái dự án, là nó sẽ, tại vì cái dự án là cái rất là quan trọng, nó tạo ra được việc làm thì mình mới được qua Mỹ, và cái dự án nó có khả năng sinh lời, thì cái người mà giống như là anh chị đầu tư vô thì nó, họ sẽ trả tiền lại cho mình, nó hoàn tiền lại cho mình. Thì những cái điểm đó là Vương, chính vì muốn anh chị thấy những cái điểm đó, cho nên là Vương đến giờ này thì Vương mới công bố ra cái chương trình của mình, mà Vương không công bố sớm, tại vì Vương muốn để cho mấy anh chị thấy dự án nó, nhà cửa nó mọc lên đều như vậy. À, anh chị nào muốn qua đây tham quan thì cứ qua Vương dẫn đi coi, thì anh chị sẽ thấy được những cái đó, để anh chị đặt cái lòng tin vô cái chỗ của Vương. Về phía của Vương là Vương sẽ làm việc, có nghĩa là hết cái khả năng của Vương và cái đội nhóm luật sư của Vương sẽ làm việc hết cái khả năng của cái đội nhóm luật sư của Vương. Và Vương chọn những cái đội nhóm luật sư người ta rất là có tâm và rất là giỏi. Cái đội nhóm luật sư của Vương là không phải là một người mà người ta làm hết mọi thứ, không có. Còn về cái phương diện rủi ro thì Vương làm việc trên một cái tinh thần đơn giản thôi. Ví dụ như anh chị tham gia với Vương có con cái du học làm ở đây, 6 đến 8 tháng sau mà giấy tờ bị sở di trú từ chối, con anh chị không có được cái giấy chuyển viện gì đó như Vương hứa, Vương hoàn tiền lại cho anh chị. Cái đó là cái đảm bảo của Vương. Giống như là Vương không có muốn lấy tiền của mọi người mà để cho cầm cái tiền đó, nó cũng không có bao nhiêu hết trơn, nó có vài trăm nghìn, đối với Vương nó không có giàu thêm được nhiêu đâu. Rồi còn anh chị nào mà khi cái hồ sơ nào không phải ổn, cái buổi nói chuyện ngày hôm nay là không phải là Vương nói để mà Vương gom tiền của mọi người, cũng không phải là như vậy. Cái buổi nói chuyện ngày hôm nay á, là chỉ là để cho Vương giới thiệu cái dự án của Vương, là nó, Vương muốn trước hết là Vương muốn cho mấy anh chị biết những gì Vương làm. Cái thứ hai nữa là Vương muốn thật sự là chọn những cái người mà đồng hành với mình, những cái người mà mình có thể giúp được, những cái người mà Vương nhìn vô hồ sơ, luật sư của Vương nhìn vô hồ sơ thấy có khả năng để mà làm được giấy tờ cho anh chị qua. Thì sau khi mọi thứ mà xong hết rồi thì bên Vương mới bắt đầu nhận tiền của mấy anh chị để mà làm cái giấy tờ cho anh chị đó. Thì cái mục đích của buổi nói chuyện hôm nay nó là chỉ vậy thôi. And I think it's important to say we don't ask for their money until we have everything on our side done. Yeah, that's very important. Yeah. Ông Dr. Ray mới nói một cái điều mà rất là quan trọng.
mà Vương cũng muốn nhấn mạnh rõ cái điều này luôn, là Vương hay đội nhóm của Vương sẽ không bao giờ hỏi anh chị đóng tiền hay là bất cứ cái gì hết cho đến khi mà Vương cảm thấy hồ sơ của bên Vương ready, hồ sơ của bên anh chị ready, và tất cả mọi người giống như là đều thuận lợi để làm. Vương muốn nhấn mạnh một điều là nếu như hồ sơ anh chị mà bị từ chối, có nghĩa là Vương sẽ không để nó đến mức độ đâu, tại vì Vương sẽ đi luật sư sẽ coi trước giấy tờ rất là kỹ, có nhận được hay không, nhận được thì mới làm. Rồi làm mà nếu như bị trong có quá trình mà làm mà gặp trục trặc cái giấy tờ gì đó là bên Vương trả lại tiền 100% số tiền, coi như không lấy bất kỳ một cái khoản phí nào hết. Anh chị đưa nhiêu tiền là gửi lại hết anh chị nhiêu á. Yes, I tell people very clear about that. We don't spend their money, we just hold their money until it's approved. Còn anh chị nào có câu hỏi gì cứ gõ trong cái phần chat đó mấy anh chị. Rồi Vương sẽ trả lời. Ông Ray này ông cũng sắp phải bận, ông sắp có cái cuộc họp tiếp theo và chắc là Vương cũng chuẩn bị wrap up. Chắc mọi người mà có câu hỏi gì cần thêm nữa đó thì cứ bỏ lại vô trong cái thông tin liên hệ ở phía dưới. Thì cái thông tin liên hệ Vương xin lỗi bấm vô trong website của vuongphạm.com á. Rồi đăng ký rồi để lại thông tin thì các bạn nhân viên của Vương sẽ follow với lại sẽ trả lời các câu hỏi cho mấy anh chị. Ok mấy anh chị, thì dạo này cũng có nhiều cái tài khoản như là giả mạo Vương để mà giống như là bán đồ trên eBay, rồi bán đồ Costco, rồi giống như là bán thuốc chữa tiểu đường đồ các kiểu tùm lum la hết. Vương á thì sẽ không bao giờ giống như là kêu mấy anh chị chuyển tiền hết trơn á, kêu mấy anh chị chuyển tiền cho Vương hay là mua các sản phẩm dịch vụ nào của Vương ngoài trên cái kênh chính thức. Cái kênh chính thức của Vương là vuongphạm.com. Rồi cái kênh YouTube chính thức của Vương có 1 triệu follower, hơn 1 triệu follower. Với lại kênh Facebook cũng chính thức luôn, có rất là nhiều follow. Và khi mà làm những cái EB-Fi hay những cái gì nổi đi nữa là sẽ nói chuyện rất là nhiều với lại nhóm luật sư của Vương. Vương không bao giờ giống như là thu tiền của mấy anh chị để tư vấn hay là thu tiền này tiền kia hết, trước khi mà Vương, chính bản thân của Vương sẽ confirm, tại chỉ có 10 mấy anh chị thôi. Thì trước khi mà chuyển tiền hay chính gì là Vương sẽ confirm, luật sư của Vương sẽ confirm với mấy anh chị rõ ràng. Mấy anh chị đừng có bao giờ nghe những cái quảng cáo gì mà đóng tiền vô rồi đi qua Mỹ đồ các kiểu gì đó nha, là Vương không có tổ chức những cái giống như vậy đâu. Rồi chuyển tiền cũng vậy, bên Vương khi mà chuyển tiền là Vương xác nhận, các bạn của Vương xác nhận rồi mọi người mới chuyển tiền. Nên mọi người cẩn thận, tránh bị lừa đảo. Chào tạm biệt.